Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay bên em có một cái mẫu xe Grand i10 thực sự là đẹp, và đặc biệt là cái bản 1.2, và đặc biệt hơn thì nó lại là cái bản tức là 2016, là bản cuối cùng của xe nhập. Thì em xin giới thiệu với các bạn, đây là một mẫu xe biển tỉnh, biển Hưng Yên và mang tên tư nhân. Thì em xin giới thiệu với các bạn một chiếc xe nó đẹp thì keo chỉ zin, máy số zin, tất cả mọi cái nguyên bản theo xe còn khá là ok. Thì hôm nay em làm video dành cho anh chị nào có cái tầm tiền ngoài 200 triệu, nó loanh quanh rơi vào tầm 250 triệu hơn một tí, thì quý vị và các bạn sở hữu ngay cái mẫu Grand i10 số sàn bản 1.2, vừa đi gia đình chúng ta vừa chạy dịch vụ được thì không còn gì phải chê các bạn nhé. Và con 2016 này bên em có hai con, anh chị nào quan tâm liên hệ với em. Thì xe đã được trang bị là màn hình Android và toàn bộ nội ngoại thất rất là đẹp, cũng như là sàn trải sàn lót sàn 5D, mọi cái rất là đẹp. Thì anh chị nào có nhu cầu sở hữu xe liên hệ cho em. Và bây giờ em giới thiệu sơ lược xung quanh cho anh chị và các bạn. Xe bên em thì cam kết cho anh chị rằng là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin, máy số zin các bạn nhé. Và em cam kết cho các bạn luôn, nếu phát hiện ra lỗi em gửi quý vị và các bạn 10 triệu để các bạn đi về. Các bạn lưu ý như vậy. Bởi chiếc xe như này thì tất cả bên em bán, thì đợt này em đang có chương trình khuyến mại để chào mừng ngày kênh em là đạt tới 3 doanh số là 30.000 người đăng ký kênh, để chiên khách hàng bên em sẽ giảm 1 triệu đồng cho tất cả khách hàng mua xe, dù bất cứ xe nào, ít hay nhiều bên em cũng áp dụng chương trình này. Thì quý vị là các bạn xem thì được mua xe được thì báo em để em làm chương trình khuyến mại cho quý vị và các bạn. Và chiếc xe này thì các bạn quan sát tổng thể một chiếc xe rất là đẹp, mọi cái rất là ok, chủ nhân rất kỹ càng, bảo dưỡng và trần sàn thì em quay lắng hơi, nó hơi chói lắng một tí các bạn nhé. Nó tầm này hơi chói một tí, nhưng em quay sớm tí, không tí nữa là nó tắt nắng là dần, nó rất là tối các bạn nhé. Video nó rất tối. Đó, đây các bạn này, rất ok. Đó, anh chị nào quan tâm cái xe mà chất lượng cũng như xe gia đình, để vừa đi gia đình chúng ta vừa chạy thêm được dịch vụ, thì chiếc này là chiếc xe phù hợp nhất cho các bạn. Bởi nó được trang bị động cơ 1.2 mạnh mẽ, thiết kế và lắp đặt và sản xuất tại nước thứ hai, đó là ngành công nghệ của Hàn Quốc, và chuyển ra lắp đặt tại Ấn Độ. Thì chiếc xe này thì được rất nhiều khách hàng đánh giá là nó chất lượng hơn so với xe trong nước. Cái đấy là cái thực tế, là khách hàng đánh giá chứ không phải cá nhân em đánh giá các bạn nhé. Thì cũng có nhiều khách hàng tìm kiếm hơn đến những cái mẫu xe này, cho nên là bên em đã tuyển về. Và cái mẫu xe này nói chung với các bạn là không phải lúc nào cũng tuyển được, thì thực ra nó khó một chút các bạn ạ, bởi vì những cái mẫu xe là như này thì nó không có nhiều, nên là nhiều anh em cơ chế thị trường nó đang mở rồi, chúng ta đi lại được thoải mái, cho nên là cái ngành dịch vụ chúng ta phát triển được, nên nhiều anh em vừa mua gia đình vừa đi chạy dịch vụ được các bạn ạ, cho nên anh em rất khoái của con chuyện này. Đó các bạn này, bản này bản 1.2 các bạn nhé, rất là ok, anh em vừa đi ở nhà, con này đi gia đình, đi đâu đấy tuyệt vời. Và các bạn có công việc, ví dụ là chúng ta chạy thêm tí dịch vụ thì không còn gì phải chê các bạn nhé, không còn gì phải chê cả, bởi cái chiếc xe nó mang đầy đủ những yếu tố là kinh doanh và chở người chở hàng đều được hết các bạn nhé. Đó, chở người chở hàng đều được hết, và chất lượng thì khỏi phải bàn. Đấy, bên em đã đảm bảo cho quý vị và các bạn chất lượng khỏi phải bàn, một chiếc xe chất lượng luôn đáp ứng được những khách hàng khó tính. Và đặc biệt thì kênh bán hàng bên em thì chỉ đáp ứng những khách hàng khó tính, và các bạn nào khó tính về những chiếc xe, kỹ tính về xe đấy, thì đến bên em thì hầu như là đồng ý và ok, không anh em nào là phản hồi là xấu cả các bạn ạ. Đấy, các bạn nhiều xem ở trên trang đấy, bạn nhiều anh em nhắn rất tốt, và em đi khắp ở Hải Dương, Hưng Yên, tất cả khu vực phía Bắc, nhưng em đến ô tô Mê Linh thì đúng là cái tiền thì cái chất lượng là ok, chỉ bàn về giá thôi chứ không bàn về chất. Đó, đó là cái khách hàng mua xe, và cũng như khách hàng xem xe
để trả lời cho em, chứ không phải là em mua chuộc bất cứ khách hàng nào các bạn nhé, chứ em không mua chuộc gì đâu. Đấy các bạn này, đấy một cái rất ok, anh chị mua về thì chỉ sẵn lăn bánh mà chạy thôi, lăn bánh, em nói lăn bánh mà chạy thôi các bạn nhé. Đó là một cái xe đẹp. Đấy, và bây giờ em sẽ quay tổng thể để cho anh chị và các bạn, sau đó em sẽ về cuộn cốp các bạn nhé. Và nó được trang bị là cam Android các bạn nhé. Đó, con này rất là đẹp đấy các bạn này, form phép keo chỉ, con này zin tuyệt đối luôn. Đây các bạn quan sát một chiếc xe đẹp này, và màu trắng này là màu trắng xịn các bạn nhé. Đấy các bạn lưu ý là trắng xịn, bên em là không tuyển xe đổi màu như là Mai Linh màu xanh, bên em không tuyển các bạn nhé, trắng xịn luôn các bạn này. Đó, đẹp zin luôn. Đấy, chiếc xe nó đẹp các bạn này. Đấy, nó đẹp thì mọi cái rất là ok, kèo cột thì zin hết các bạn nhé. Đấy, em bao zin cho các bạn luôn, kèo cột luôn. Đó, em bao zin cho các bạn luôn các bạn nhé. Đó, một chiếc xe quá là ok luôn. Đấy, vô lăng tủ số khá là đẹp các bạn nhé, bản Granny 10 1.2. đó, lòng trong sơn rồi là các thứ rất ok các bạn nhé. Đấy, chân phanh chân ga cũng khá ok, và đặc biệt thì chủ nhân đã lắp trải sàn hết rồi các bạn ạ. Đấy, con này nguyên cái bộ này là mấy triệu bạc các bạn ạ. Đấy, tầm 1,5 triệu, nó rơi vào tầm 1,5 triệu hay 1,7 triệu gì đấy, à, hàng 5D đấy các bạn này, rất ok. Con này thì trước người ta lắp trầm các bạn nhé, à, người ta lắp trầm đấy, nhưng mà người ta tháo mất rồi. Đấy, em đây bên này em thấy vẫn còn nguyên đủ trầm, thì người ta lắp này em thấy khá chuyên nghiệp các bạn nhé. Đây, đây trầm đây các bạn nhé, dây đây em thấy khá chuyên nghiệp đấy, cũng có dây tốt đây, và cũng có chỉnh trầm vào các kiểu đây, như người ta đã rút mất rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về nếu các bạn thích thì các bạn vào trầm thì rất là ok luôn. Đấy các bạn nhé. Đấy, các bạn Granny 10 thì quý vị và các bạn quan sát là chúng ta ngồi phía dưới là rất là thoải mái, về khoang người ngồi dưới là rất thoải mái luôn. Đấy, cho nên các bạn khá là yên tâm với cái chiếc xe này. Đấy các bạn này, đó, của nó còn nguyên bản hết này các bạn nhé, nguyên bản hết này. Một chiếc xe rất là ok, rất là đẹp, cột kèo zin, keo chỉ zin, một cái rất ok. Đó, chiếc xe rất là đẹp các bạn ạ. Anh chị nào mua về thì sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ gì các bạn nhé. Đồ nhựa rất là tươi và đẹp các bạn ạ. Đó, đồ nhựa rất tươi đẹp luôn. Đấy các bạn này, khá là ok luôn. Âm thanh hay các bạn nhé. Đấy, âm thanh thì trần 5D rồi, âm thanh hay, mọi cái rất là ok. Và em chuyển cho quý vị và các bạn phải thẩm chỉnh gương. Đấy, rất ok các bạn nhé, lên xuống nhịp nhàng, mọi cái rất ok. Và các bạn quan sát này. Đấy, cái rất ok luôn. Đấy, lên xuống rất ok các bạn nhé. Đó, và bây giờ em sẽ chuyển sang là kiểm tra cái cam lùi các bạn nhé. Đấy, cam Android các bạn nhé, khá là chuẩn luôn. Đấy các bạn này, đó, vô lăng củ số cực kỳ đẹp đây anh em này. Đấy, cực kỳ đẹp nhé. Và đây thì nó có khóa, à đây là cái này là cái chỉnh trầm các bạn nhé, thì chủ người ta tháo mất rồi, thì các bạn về nếu lắp thì các bạn lắp vào đơn giản thôi, không đáng bao tiền nữa đâu. Đấy các bạn ạ, đấy chỉnh trầm. Và khóa khiển thì khóa khiển nó có khóa khiển theo xe đây các bạn nhé. Đây khóa zin đây các bạn này. Đấy, khóa zin theo xe đấy. Cái bản đời lên đời 2016 thì là nó có khóa khiển theo xe rồi. Đấy là khóa này, khóa zin theo xe anh em nhé. Đấy, anh em mua về thì không phải dùng nắp thêm gì cả. Đấy, và đây các bạn quan sát nó rất rõ ràng đây. Các bạn này, tam ly tam lô đẹp này các bạn nhé. Tam lô tam ly đẹp này. Đấy, chúng ta mua về thì không phải làm gì hết. Và đây chủ người ta đã lắp thêm tép rồi các bạn nhé. Đấy, có tép, tép này. Tép quay về đây, quay đi đâu. Đấy, rất ok. Đấy, mọi cái đây nó chạy 12 vạn này. 12 vạn km các bạn nhé. Đấy, quay còi to các bạn này. Đấy, quay to. Và bây giờ em sẽ chuyển sang chế độ máy, kiểm tra máy cho các bạn này, xem chiếc xe này có ok hay không. Và bên em còn rất nhiều xe anh em nhé, rất nhiều xe khác để cho anh em quan tâm. Đó, con này quá đẹp các bạn ạ. Đây các bạn xem này, nó quá đẹp luôn, mọi cái rất ok các bạn nhé, đẹp cực kỳ. Keo chỉ con này thì zin 100% keo chỉ các bạn nhé, các bạn níu được con này zin 100% keo chỉ luôn, không mất một phân keo chỉ nào cả. Đồ nhựa của nó rất là tươi và đẹp. Đấy các bạn này, tai đẹp của xe và máng nước của xe nó vẫn còn nguyên bản hết này. Đấy, chỉ của xe đây,
Đấy các bạn này, đèn đèn zin các bạn nhé. Đây đèn zin, bao giờ đèn nhập thì bao giờ các bạn là nó không có cái chóa giữ ở chóa cho sắt ở phần bóng đèn các bạn nhé. Đó được chuẩn nhờ. Đây nó vẫn còn zin, nếu chúng ta thay rồi là nó mất các bạn ạ. Con này nó bản thiếu các bạn nhé, thì nó chưa có đèn gầm, chưa có gì cả. Đấy anh em này, đấy mọi cái còn nguyên bản này. Đó, và đây còi thì chủ nhân đã lắp đôi còi điện, nhưng mà mình xin chia sẻ một chút vì kinh nghiệm. Mình thấy anh này anh cũng khá là chuyên nghiệp về cũng có dây dọ là quấn chống chuột rồi cống cháy nổ đây. Nhưng mà cái cách lắp như này là hoàn toàn sai kỹ thuật các bạn nhé. Còi không được phép, nguyên tắc lắp còi là không được phép là chiếu vào trong cabin. Mà nguyên tắc lắp còi tại sao hãng Granny 10 nó có một cái còi duy nhất ở đây các bạn nhé. Có một cái còi duy nhất ở đây, đây nó vẫn còn đây rồi các bạn này. Đây còi zin theo xe nó vẫn còn một cái đây này các bạn nhé. Đấy, nó vẫn còn một cái đây này. Thì nguyên tắc lắp còi là các bạn lưu ý như lắp này là sai, nó chiếu vào tai chúng ta và chúng ta phải lắp lại đi. Đảo còi này nó quay về chiếu ra đường các bạn nhé. Đây các bạn này lưu ý này, lắp ra đây được này. Đi 10 vị trí khó thì các bạn lắp vào đây. Một chiếc ra đây và một chiếc ra ria này các bạn nhé. Hoặc là chúng ta lắp ra vị trí chỗ này chiếu ra cũng được. Đấy, nhưng không được phép lắp là chiếu vào trong này các bạn nhé. Chiếu vào trong xe này thì nghe mình nghe chứ khách người đi đường không nghe đâu các bạn ạ. Đây, cái bản này là bản 1.2 các bạn nhé. Máy nổ thì thầm. Đấy các bạn này, máy nó còn zin luôn này. Đấy, các bạn lưu ý là máy chưa chạm này. Đấy, cao su chân máy đây. Đây, các bạn lưu ý nhé, máy còn nguyên bản đấy các bạn xoay này. Đấy, còn nguyên bản này. Đấy, máy nổ thì thầm luôn các bạn này. Đây, các bạn đấy, quá đẹp luôn các bạn nhé. Máy zin 100% luôn. Từ họng ca của xe còn nguyên bản này. Đấy, ốc của xe còn nguyên đây các bạn này. Đấy, cái rất là đẹp đây. Đấy các bạn nhé, rất ok luôn. Đấy, cái em quay rất chi tiết các bạn nhé. Máy còn nguyên bản, máy chưa chạm đây. Số đây các bạn nhé. Có đây số thì xin để em kiểm tra phần côn xem đã ra côn chưa các bạn nhé. Có đây thì côn thì đã ra rồi các bạn nhé. Côn thì đã ra rồi. Nhưng đặc biệt cái số sàn này côn ra thì thoải mái các bạn nhé. Ra thoải mái không sao cả, không ảnh hưởng gì hết các bạn nhé. Đấy, không ảnh hưởng gì hết, các bạn yên tâm. Đấy các bạn này, mọi thứ rất ok. Đó, xin nhan, mọi cái rất ok. Để em kiểm tra xem con này xin nhan. Đó, bạn nào có nhu cầu sử dụng xe đẹp thì liên hệ cho em ngay. Để yêu em nó thì liên hệ cho em. Và một lần nữa, em sẽ khép video ở đây để đến một cái con xe khác cho quý vị và các bạn. Và bạn nào có nhu cầu sở hữu xe thì liên hệ em. Và con này hình như em chưa quay cốp cho các bạn nhỉ. À, bây giờ em sẽ quay một chút phần cốp cho các bạn này. Con này cốp khá đẹp các bạn ạ. Sàn nội thất đẹp, bên em đều dọn lại hết rồi. Đây các bạn này, rất là ok. Zin 100% các bạn nhé. Zin 100% luôn. Cốp của nó cốp zin hết này. Con này khá là đẹp anh em ạ. Vào đây. Đây các bạn này. Mọi cái rất là nguyên bản các bạn nhé. Đó. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho em. Máy số đây. Và bây giờ thì em xin được khép lại video và em sẽ giới thiệu sơ lược mấy con xe cho anh chị và các bạn. Và đây thì em còn rất là nhiều kia các bạn nhé. Con này thì em đang có số tự động các bạn nhé. Số tự động 209 này. Và con này là con 209 này. Spark này, hơn 90 triệu tí này. Và con này có số tự động các bạn nhé. Đấy, 218 vẫn còn nguyên zin hết. Và con này 211 thì Kia Morning, số tự động bản full này, cửa lock này. Cực kỳ đẹp này các bạn này. Đấy các bạn này. Đó các bạn nhé. Và ghét này thì các bạn này, ghét màu xanh này, 210 này. Đấy, con này 210 này các bạn nhé. Con này 209 các bạn này. Đó. Và bên trong này còn một số xe khác này. Đấy, 210 này. Đấy các bạn nhé. Đấy, và một số xe khác này. Và bây giờ em xin khép lại video. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video của bên em. Và các bạn liên hệ thì liên hệ với em số điện thoại 0985723326.
Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin cảm ơn.